Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Việt Nam sắp nhận 3 UAV tấn công hiện đại hơn cả của Trung Quốc ngay trong năm nay. Thời gian gần đây, Việt Nam chúng ta được biết đến là một khách VIP của vũ khí Israel. Với việc ký kết hợp đồng mua bán hàng loạt khí tài quân sự hiện đại đã tiếp nhận và sắp tiếp nhận. Trong đó không thể không kể đến dòng máy bay không người lái UAV hạng nặng, chủ đạo của quân đội Israel. Và chính Israel chứ không phải Mỹ mới là quốc gia đi tiên phong phát triển các UAV dạng này. Đầu năm nay, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm vừa công bố dữ liệu chuyển giao vũ khí thế giới năm 2021. Các hợp đồng Việt Nam mua sắm vũ khí đã được cập nhật và có một thông tin rất vui đến từ Israel. Theo thông lệ, hàng năm, cứ đến trung tuần tháng 3, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm lại công bố các báo cáo về thị trường vũ khí thế giới cũng như các vấn đề có liên quan tới lĩnh vực này. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế cũng đã xác nhận một thông tin cực kỳ quan trọng, đó là hợp đồng mua 3 UAV Heron 1 của Việt Nam vốn đã được ký từ năm 2018, trị giá trong khoảng từ 120 đến 160 triệu USD từ Israel. Nhưng việc chuyển giao đã bị lùi lại sang năm 2021 thay vì năm 2020 như dự kiến vì đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất và bán giao của Israel. Như vậy, nếu không có gì thay đổi ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, thì trong năm nay, Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ sớm đón nhận tin vui khi biên chế cho mình một trong những chiếc UAV cực kỳ hiện đại và chiến lược. Theo nguồn tin, chuyên trang về các vấn đề quốc phòng quân sự, thì Việt Nam sẽ sử dụng số UAV này cho mục đích trinh sát chiến lược, có thể bao gồm cả nhiệm vụ tuần thám bờ biển. Nhưng nếu cần thiết, sẽ đi kèm khả năng tấn công chiến lược khi UAV có thể mang kèm theo tên lửa. Các UAV Heron không chỉ giống với dòng UAV Predator của Mỹ mà còn được sản xuất với số lượng lớn hơn và cũng được bán ra nhiều hơn cho các khách hàng nước ngoài. Tất nhiên, nếu đem so với các UAV của Trung Quốc thì có phần vượt trội hơn rất nhiều về hệ thống phần mềm của người Do Thái phát triển. Heron là loại UAV hạng nặng chủ đạo của quân đội Israel. Chính Israel chứ không phải Mỹ mới là quốc gia tiên phong phát triển các UAV dạng này. Sự thành công về mặt công nghệ chế tạo UAV của người Israel đã trở thành động lực để công ty General Atomics của Mỹ học hỏi và phát triển các UAV MQ-1 Predator. Heron 1 nguyên bản nặng khoảng 1,2 tấn, tương đương Predator, nhưng có thời gian hoạt động liên tục lâu hơn 40 giờ. Vận tốc tối đa của dòng UAV này là 205 km/h. So với Predator, Heron 1 có trần hoạt động cao hơn một chút, 10 km so với 8 km của Predator, và được trang bị phần mềm cho phép nó tự động cất hạ cánh thực thi nhiệm vụ. Trong khi đó, không phải tất cả các UAV của Mỹ đều làm được điều này. Heron 1 có sải cánh 16,5 m, lớn hơn Predator 13,2 m và có thể mang theo tải trọng 250 kg. Thiết bị giám sát mặt đất có thể điều khiển một chiếc Heron 1 bay xa 350 km, nhưng Heron vẫn có thể hoạt động ở khoảng cách xa hơn nhờ sử dụng các lệnh lập trình sẵn, đồng thời tự động quay về nếu gặp phải bất cứ vấn đề gì. Dưới chế độ bay lập trình trước, Heron 1 không thể bị gây nhiễu. Có một thông tin quan trọng về Heron 1, hiện chỉ có giá khoảng 10 triệu USD trên một chiếc, nhưng giá Việt Nam mua 3 chiếc lại lên tới gần 160 triệu đô. Tuy nhiên, đây không phải là sự nhầm lẫn, mà đơn giản Việt Nam chúng ta mua không phải là chỉ mua chiếc UAV, mà chúng ta sẽ mua cả hệ thống, 3 chiếc Heron, một trạm điều khiển mặt đất, thiết bị bảo trì và huấn luyện. Hầu hết các UAV Heron được sử dụng cho nhiệm vụ trinh sát và do thám, gồm cả tuần thám biển. Tất nhiên, khi cần thì Heron cũng sẽ được trang bị tên lửa vũ trang, nhưng chỉ khi cần thiết thì mới được đối tác nâng cấp tính năng này. Heron có khả năng mang theo nhiều cảm biến, video camera ngày đêm, radar, thiết bị đo xa laser và thường cung cấp thông tin mục tiêu về các máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công. Theo nguồn tin, Việt Nam là khách hàng mua các thiết bị quân sự lớn thứ 3 của Israel. Ấn Độ đứng thứ nhất khi là quốc gia mua khoảng một nửa số trang thiết bị quân sự xuất khẩu của Israel. Azerbaijan xếp thứ hai với 12% và Việt Nam đứng thứ ba khoảng 6%. Trong thập kỷ qua, Israel đã bán số vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Việt Nam với trị giá khoảng 1,5 tỷ USD. Việt Nam đã mua của Israel nhiều thiết bị quân sự như tên lửa không đối không Dovai, hệ thống phòng không Spider, xây dựng một số nhà máy sản xuất súng trường tấn công AC và các hệ thống radar phòng không. Cuối cùng, như thường lệ, nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại! Việt Nam đã có hai loại tên lửa đặc biệt và đột phá lớn chưa từng có. Với ưu tiên tiến thẳng lên hiện đại, nên vừa qua lực lượng phòng không Việt Nam đã được đầu tư mua sắm hai loại tên lửa mạnh mẽ và hiện đại,
tạo ra sức mạnh mới, giúp bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc. Kinh nghiệm từ các cuộc xung đột thế giới gần đây như ở Iraq, Libya và cả Syria nữa cho thấy trước khi đưa quân bộ binh vào tham chiến, bên tấn công thường sử dụng ưu thế không quân và tên lửa để làm mềm chiến trường khi săn diệt các phương tiện, vũ khí trang bị và sinh lực của đối phương, bao gồm cả hệ thống phòng không. Trong bối cảnh tiềm lực quốc phòng nước ta còn hạn chế do ngân sách nhà nước phải ưu tiên cùng lúc nhiều mục tiêu, đặc biệt là phát triển kinh tế nên kinh phí dành cho mua sắm vũ khí mới dù đã có cố gắng lớn nhưng cũng chỉ duy trì ở mức độ vừa phải và ưu tiên các khí tài để tăng cường tiềm lực phòng thủ đất nước. Chính vì thế, quân đội ta ưu tiên trọng tâm cho các lực lượng mũi nhọn như phòng không, không quân, hải quân, tác chiến điện tử, phòng chống khủng bố nhằm đáp ứng yêu cầu trước mắt nếu có xảy ra tình huống xấu thì vẫn có cái để dùng. Ưu tiên phòng thủ mạnh để sẵn sàng đáp trả mọi đòn tấn công của kẻ địch. Trong đó, lực lượng phòng không, không quân được đầu tư lớn và sớm nhất nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đủ sức tác chiến, phi đối xứng trong môi trường chiến tranh hiện đại, đánh bại các đòn tập kích đường không phủ đầu của đối phương. Về không quân, hiện nay chúng ta đã có tới 4 trung đoàn tiêm kích Su-27 và Su-30 MK2, trấn giữ các địa bàn chiến lược và sẵn sàng cơ động khi có yêu cầu chi viện, biển, đảo. Ngoài ra, các trung đoàn tiêm kích bom Su-22 cũng ngày đêm huấn luyện nhằm duy trì sức chiến đấu, khai thác tối đa tính năng của dòng máy bay này, cũng như nâng cấp công nghệ và cải tiến liên tục, phát huy những vốn tự có đầy sáng tạo. Về radar, nhiều loại radar mới, kể cả loại có khả năng phát hiện máy bay tàng hình đã được mua sắm từ nước ngoài, cả Nga, Ukraine, phương Tây và đặc biệt từ các đơn vị chế tạo trong nước như tập đoàn Viettel, đảm bảo phát hiện và chỉ thị mục tiêu sớm từ xa để các đơn vị hỏa lực, tên lửa tiêm kích chuyển cấp kịp thời đánh chặn. Về tên lửa phòng không, việc đưa vào trang bị và làm chủ các hệ thống tên lửa phòng không S-300 tầm xa và rất có thể là cả S-400 đã tạo ra sự thay đổi lớn về chất, đủ sức đánh bại các đòn tập kích đường không ồ ạt và có khả năng tiêu diệt cả mục tiêu bay tàng hình. Gần đây, phòng không Việt Nam lại tiếp tục được trang bị thêm 2 loại tên lửa phòng không, đặc biệt và đột phá lớn chưa từng có. Sau một số năm khi tên lửa phòng không S-300 đi vào trực sẵn sàng chiến đấu, phòng không Việt Nam chưa được đầu tư trang bị thêm các loại hệ thống mới, trong khi các tổ hợp tên lửa cũ như S-75 Volga, S-125 Petora đã dần dần lạc hậu và đi tới cuối vòng đời, thì gần đây đã có một bước đột phá lớn. Phòng không Việt Nam đã tiếp nhận các tổ hợp tên lửa phòng không Spider, tinh hoa của công nghệ quốc phòng Israel. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Việt Nam đã ký hợp đồng đặt mua tổng cộng 5 tổ hợp tên lửa loại này từ Israel. Những hệ thống đầu tiên đã được phía bạn chuyển giao. Được biết, tên lửa phòng không Spider đã được Việt Nam bắn thử, nghiệm thu và đưa vào biên chế làm nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Tên lửa Spider kết hợp các mảnh ghép công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới về hệ thống thông tin chỉ huy, quản lý sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, xử lý tình báo, hệ thống khí tài trinh sát mục tiêu đường không tiên tiến và đạn tên lửa có tính năng kỹ chiến thuật ưu việt. Đặc biệt, Spider có khả năng tác chiến theo phương thức phòng không mạng trung tâm, có khả năng cơ động tự hành cao, ngắm bắn được nhiều mục tiêu cùng lúc. Ngoài tên lửa Spider nhập khẩu từ Israel, gần đây, công nghiệp quốc phòng Việt Nam cũng có một thành tựu lớn mang tính đột phá, đó là phát triển thành công tổ hợp tên lửa phòng không di động A-72. Tổ hợp tên lửa phòng không Made in Việt Nam này có khả năng cơ động nhanh, đáp ứng yêu cầu của tác chiến hiện đại, góp phần bẻ gãy cuộc tấn công cả ban ngày lẫn ban đêm của đối phương. Tổ hợp gồm 4 quả tên lửa vác vai A-72 đặt trên một bệ phóng tích hợp với hệ thống quan sát quang điện tử và hệ thống điều khiển trung tâm, giúp chấp thủ điều khiển hoàn toàn làm chủ được mọi hoạt động tác chiến. Đài quan sát gồm camera ảnh nhiệt hồng ngoại, camera ánh sáng ngày cùng với thiết bị đo xa, tích hợp thêm hệ thống ổn định đường ngắm, giúp cho hệ thống có thể tác chiến trong quá trình cơ động và hành quân trong tương lai, đảm bảo quan sát, bắt bám và phóng đạn diệt mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể ngày hay đêm. Tên lửa và khí tài quang điện tử đáp ứng các yêu cầu về tự động hóa và công tác chuẩn bị tên lửa, đảm bảo hiệu suất hỏa lực cao, hợp nhất thông tin mục tiêu, từ đầu tự dẫn tên lửa và khí quang điện tử đáp ứng yêu cầu bám sát và chọn thời cơ bắn mục tiêu kích thước nhỏ, bay thấp, bám địa hình một cách chính xác. Do đây là tổ hợp phòng không cơ động nên chúng có khả năng tác chiến độc lập rất cao vì hệ thống có cổng chờ để liên tục đón nhận thông tin từ các phương tiện trinh sát khác về tình huống trên không. Tổ hợp tên lửa phòng không di động A-72 không những được trang bị cho các đơn vị phòng không của quân chủng phòng không không quân mà nó còn được trang bị cho các lữ đoàn phòng không cấp quân khu, quân đoàn, cơ động nhanh bảo vệ các cánh quân. Với thành công này sẽ tạo tiền đề cho việc phát triển các hệ thống phòng không cơ động Made in Việt Nam hiện đại hơn sau này.
Và như thường lệ, nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.